Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, thể hiện qua hoạt động tham gia lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà. Trong năm 2023, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành 12 trên 12 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 35 dự án dự thảo luật, trực tiếp tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cùng Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thực hiện 7 chuyên đề giám sát, hậu giám sát, tổ chức 45 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 13.600 cử tri tham dự, qua đó tiếp thu ghi nhận 227 ý kiến, tiếp 38 lượt công dân, xử lý hơn 393 đơn thư khiếu nại tố cáo. Tại hội nghị tổng kết công tác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023, các đại biểu thảo luận về những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại hạn chế, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, các nhiệm vụ, giải pháp sẽ tập trung thực hiện trong năm 2024. Dịp này, 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2023 đã được biểu dương, khen thưởng.